Hello, xin chào anh em. Đây là chương trình Q&A cùng Luận BK. Các bạn hỏi và Luận BK sẽ trả lời. Đây là số thứ nhất. Câu hỏi của bạn Hoàng Anh Nguyễn. Chú Luận BK ơi, cho cháu hỏi với scandal của Sadio Mane tác động vật lý với Leroy Sané sau trận đấu thua trước Man City thì theo chú là cựu sao Liverpool có sai lầm khi rời khỏi Liverpool đến với đội bóng xứ Bavaria hay không? Với câu hỏi này cũng rất là sốt sắng khi mà Sadio Mane vừa làm một quả vào mồm của Leroy Sané. Và theo tôi nghĩ rằng là cái xích mích này nó không chỉ đến từ trận thua Man City mà đến từ trước đó. Nội bộ lục đục của Bayern Munich thì tôi có nghĩ rằng là đã nhiều người đều biết, đánh nhau nhiều rồi. Và riêng Sadio Mane là một người mà thuộc dạng khá hiền lành, nhưng để đến mức mà phải tương một cú đấm vào mồm của Leroy Sané, tôi nghĩ rằng là cái giọt nước làm tràn ly tức chế đã nhiều rồi. Đến lúc này đây tôi nghĩ là Sadio Mane cũng sẽ hơi hối hận khi tham dự vào với một cái đội bóng như Bayern Munich thế này. Nhưng bản thân khi mà trước khi đến với Bayern Munich thì tôi nghĩ rằng là Sadio Mane không có gì hối hận cả, bởi vì những gì anh có được tại Liverpool cũng đã đầy đủ, có cúp rồi, có danh hiệu rồi, cũng có cả mức lương cao rồi. Và đến bây giờ thì sau khi đạt được những đỉnh cao đấy thì anh rời khỏi Liverpool. Và đến lúc này đây thì hối hận gì phải là Bayern Munich nó không được như mong đợi thôi. Chứ còn về việc là sai lầm khi rời khỏi Liverpool đã không nhận. Câu hỏi đến từ bạn Ngô Quang Vinh. Anh cho biết điểm yếu của điểm mạnh Barca mùa giải năm nay là gì? Về một câu hỏi này thì nó sẽ đi về chuyên sâu một chút khi mà Barcelona trong mùa giải này dưới thời Xavi đã có những sự thay đổi rất nhiều. Và điểm mạnh của Barca dưới thời của Xavi tôi nghĩ rằng chính là bản thân của Xavi. Khi mà ông đã có được cái tấm gần về cái tư tưởng là Tiki Taka từ ngày xưa, nhưng đã được phát triển lên một bước mới khi mà có những cái thành viên, có những cái cầu thủ mà nó đáp ứng cho lối chơi kiểu mới hơn, như là những cái chạy cánh kiểu Dembele, rồi thì Rafinha, rồi thì kể cả Ansu Fati nữa, và có một cái tiền đạo cắm thuộc dạng hàng xịn như Lewandowski. Cho nên là cái lối đá không chỉ ban bật bóng ngắn và chuyển triển khai bóng ở dưới gọi là mặt đất nữa, thay vào đó là những đường bóng bổng hơn, những đường bóng vượt tuyến nhiều hơn và đã tạo ra nhiều sự biến đổi hơn. Đó chính là điểm mạnh đến từ của Barca và Xavi. Nhưng điểm yếu cũng chính từ Xavi luôn, đó là việc là Xavi hiện tại vẫn đang gặp thiếu khá nhiều kinh nghiệm cho những đấu trường của đấu cúp châu Âu hay là những cuộc đua đường dài. Hiện tại rõ ràng Barca đang đứng đầu ở La Liga, nhưng chưa có nghĩa rằng là ở mùa sau thì Barca cũng có thể như vậy được. Chính vì vậy là điểm mạnh là Xavi, điểm yếu cũng chính là Xavi. Câu hỏi của bạn Ngô Quốc Minh. Anh nghĩ lý do gì mà Liverpool mùa này xuống phong độ như thế ạ? Tuy họ mất điểm trước đội bóng yếu nhưng lại có thể ăn được MU lúc đang phong độ cao, giống MU thời Ole. Với một câu hỏi này tôi nghĩ rằng là bạn sẽ không hợp lý lắm khi mà so sánh của Liverpool hiện tại với MU thời Ole. Ole Solskjaer ngày xưa sẽ đá một lối đá an toàn và chơi bóng dài phản công nhanh, cũng như là dạng như kiểu tử thủ và chờ chuyển đổi sang phản nhanh đến từ những cầu thủ chạy cánh phía trên và những cầu thủ tiền đạo tốc độ. Trong khi đó Liverpool có những cái tình huống gọi là phản công theo dạng tốc độ chuyển khá nhanh, nhưng không phải là một dạng tử thủ, mà đơn giản Liverpool mùa này bị ảnh hưởng vì vấn đề chấn thương khá nhiều. Cái chấn thương này tôi nghĩ là cũng vì cái lối đá gegenpressing đến từ Jurgen Klopp và đã bào mòn thể lực qua rất nhiều giai đoạn, qua nhiều năm rồi. Và cái đội hình của Liverpool thật sự không quá nhiều sự thanh máu, thậm chí những cầu thủ tốt như kiểu là Sadio Mane cũng đã rời đi mất. Vì vậy tôi nghĩ rằng là cái vấn đề của Liverpool là do chính Jurgen Klopp phải thay đổi, phải có những cái nổ gió mới, những cầu thủ trẻ mới hơn, và thay những cầu thủ hiện tại đang có dấu hiệu của tuổi tác đã không đáp ứng được cái lối đá như thế này nữa. Đó là vấn đề của Liverpool. Câu hỏi từ bạn Chu Đức Tiến. Anh luận cho em hỏi tỷ lệ giữa Newcastle, Tottenham, MU và Liverpool vào top 3 và 4 anh đánh giá bao nhiêu phần trăm cho mỗi đội? Với câu hỏi này nó sẽ rất là thức thời khi mà hiện tại cuộc đua top 4 của ngoại hạng Anh đang cực kỳ căng thẳng. Và với bốn cái tên kể trên, tôi nghĩ rằng là người mà chắc chắn có tỷ lệ cao nhất để nằm trong top 4 là MU. Mặc dù rất là bây giờ MU đang gặp khá nhiều vấn đề về chấn thương cũng như là phong độ chưa được ổn định như lắm, nhưng mà lợi thế của họ là thi đấu ít hơn những đội khác và số điểm cũng đang có nhiều lợi thế. Có lẽ họ chỉ cần cạnh tranh với lại chính bản thân Newcastle để có thể đứng ở vị trí số 3 hoặc số 4 mà thôi. Vì vậy là MU thì nằm trong top 4 nhưng là số 3 hay số 4. Và tiếp theo vị trí thứ hai có tỷ lệ cao chính là Newcastle. Newcastle thì cần tôi nghĩ rằng là sự ổn định để trong cái việc chặn nước rút của cuối mùa này, nên Newcastle có thể đứng ở trong top 4 là ổn thôi. Còn với Liverpool tôi nghĩ rằng là tỷ lệ thấp nhất, Liverpool bây giờ sẽ không có được khả năng để vào top 4 một cách an toàn được. Còn Tottenham thì sao? Tottenham thì tôi nghĩ rằng là top 5. Tôi nghĩ Tottenham sẽ là top 5 thôi, bởi vì tôi không đánh giá cao với cái hiện tại, cái tình hình hiện tại của Tottenham khi mà đã gọi là sa thải huấn luyện viên Conte mà rồi. Câu hỏi đến từ bạn Trường Sơn Nguyễn. Các bạn thì viễn cảnh nào cho cuộc đua song mã ở EPL giữa Arsenal và The Citizen? Tôi là fan pháo thủ, đã chờ đợi được rất lâu rồi. Và sẽ thế nào nếu Man City thua thêm một trận với đội khác mà vẫn thắng Arsenal? Chúc
kênh vào kinh tế phát triển. Vâng, cảm ơn bạn với cái lời chúc này. Và nói về cuộc đua song mã tại EPL lúc này, tôi nghĩ rằng là Arsenal mặc dù đang có được cái lợi thế nho nhỏ trong cuộc đua này trước Man City, thế nhưng hãy cẩn thận bởi vì Man City vẫn còn một trận đấu đầu trực tiếp với Arsenal nữa. Mà hiện tại là nếu xét về cái lực lượng và cũng phong độ nhé, thì rõ ràng Man City phải giá cao hơn và trên sân nhà đối đầu với Arsenal nữa. Và nếu trận đấu này Arsenal thua, nhưng sau đó là Man City thua trước một đội khác nữa, thì hiện tại đang là Arsenal hơn Man City 6 điểm này. Nếu Arsenal mà thua với Man City của đối đầu trực tiếp tức là còn 3 điểm, nhưng Man City lại thua một đội khác nữa trong cuộc đua còn lại và Arsenal thắng tất cả, vậy thì Arsenal sẽ là đội lên ngôi vô địch không, đúng không? Còn nếu mà xảy ra cuộc đua mà căng thẳng nhất, tức là Arsenal thua trận Man City này, Man City thắng trận đấu bù này, hai đội có thể cạnh tranh nhau trực tiếp về cái hiệu suất bàn thắng, hiệu suất bàn thắng bại. Nếu như thế thì sẽ còn một cuộc đua căng thẳng nhất, giống như đã từng của Man City với MU hay kể cả với lại Liverpool cũng vậy. Và tôi nghĩ rằng là tôi thì mong muốn theo một cái kịch bản nó hay hơn là ở việc là đến tận vòng đấu cuối cùng hai đội ganh đua từng điểm số và từng bàn thắng một, thì đấy sẽ là hay hơn. Nhưng tất nhiên là với những fan Arsenal, họ không muốn như vậy, bởi quá lâu rồi họ không có được một cái chức vô địch nào cả, mà họ đến năm nay một cơ hội lớn nhất như vậy, họ rất mong muốn có chức vô địch. Tôi cũng chúc cho cả hai đội có thể gặp được may mắn. Câu hỏi đến từ bạn Vũ Nguyễn: anh nghĩ liệu Haaland có ảnh hưởng đến một phần nào với các vệ tinh xung quanh hay không? Mặc dù ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng trong những trận đấu mà Haaland hay là Kevin tỏ ra bế tắc, thì những cú sút xa đến từ Rodri hay Gundogan đã không còn xuất hiện nhiều nữa. Và theo anh thì liệu việc thay đổi lối đá xung quanh Haaland với Kevin có hợp lý cho tương lai về sau hay không? Đây là một câu hỏi cũng khá là chuyên sâu khi mà Man City trong mùa giải này đang tự thay đổi mình. So với những thời kỳ trước đó của Pep Guardiola đến với Man City thì gần như Pep Guardiola không quá cần thiết với một vị trí cái đầu cắm trực tiếp. Nhưng có lẽ rằng là cái thành công tại ngoại hạng Anh là chưa đủ, và Pep Guardiola muốn hướng đến cái thành công tại C1. Đến tận lúc này đây vẫn chưa có một cúp C1 nào cho Man City cả, mặc dù họ đã rất rất gần rồi. Và tôi nghĩ rằng là Pep Guardiola đang cảm thấy rằng là mình đã thiếu đi cái gì, thiếu đi một vị trí tiền đạo cắm. Bản thân Pep Guardiola đang muốn thay đổi Man City trong bóng đá đấy, và sẽ cần có một vị trí tiền đạo cắm, lối chơi xoay quanh tiền đạo cắm đó, và sẽ được dồn bóng nhiều hơn, sẽ không còn là những đội hình là 4-6-0 ngày xưa nữa. Và đến lúc đây thì Man City đang dần dần chứng tỏ rằng là họ vẫn ổn chứ, họ vẫn đang ổn mà, họ đang tiến xa tại C1, họ vẫn đang có được cơ hội để vô địch ngoại hạng Anh và cả FA Cup nữa. Thế nhưng mà vấn đề xảy ra đó là việc trong năm nay mới thay đổi như thế, cho nên là cũng có một vài trận đấu bị chạch choạc khi mà những cái ngả đường của Kevin De Bruyne hay kể cả Erling Haaland bị ngăn chặn, thì những vị trí khác dần dần cảm giác như đang bị thiếu cái gì đó, đã xảy ra một vài cái gì đó đang xích mích trong nội bộ, đến cả Cancelo hay là một vài cầu thủ nội bộ khác cũng có vấn đề, đúng không? Và tôi nghĩ rằng là câu trả lời sẽ được kết thúc ở trong mùa giải này.